Rồi, chào mấy em ha. Hôm nay thầy là tiến sĩ bác sĩ Dương Đình Công ha, đã làm trong cái dân số này đã 30 năm rồi đó. Rồi hôm nay thầy dạy cái bài cho mấy em bắt đầu cái chương trình của dân số học của lớp I1 nha. Thì bài này là bài dẫn nhập, tức là Introduction of Demography, dẫn nhập dân số học nha. Mục tiêu giảng dạy đó thì sau khi học cái học phần dân số đó thì mấy em có khả năng trình bày được các lý thuyết về dân số, các lý thuyết về dân số học trên thế giới nha, các chỉ số dân số học, rồi cụ thể là các sự kiện dân số như sinh, chết, cưới hỏi, ly dị, xuất nhập. 6 cái sự kiện dân số học nha, mình sẽ học hết. Sinh nè, rồi tử nè, rồi cưới hỏi ly dị nè, rồi migration tức là xuất nhập nha, các chỉ số về dân số học, chỉ số về tăng dân số, chỉ số về biến động dân số nha, rồi các phương pháp dân số học như là bảng sống bảng chết, sơ đồ Leipzig, rồi và cái quan trọng nhất là tất cả mọi cái này sẽ liên quan đến cái dân số và sức khỏe. Mà mình đang học trường y mà, thành ra cái quan trọng nhất là mình cái mối quan hệ giữa dân số và sức khỏe. Cái chương trình học với dân số học thì gồm có bài này, tức là bài dẫn nhập dân số. Trong cái bài dẫn nhập dân số này, chủ yếu là mấy em sẽ nắm tình hình hết về cái dân số, và thứ hai là về lý thuyết dân số, về các cái chỉ số. Rồi tiếp theo là bài về quy mô dân số, rồi sau đó sẽ học bài cấu trúc dân số tuổi và giới tính. Cấu trúc dân số tuổi và giới tính là một cái bài quan trọng, rất là quan trọng, là tại vì lúc này mấy em sẽ được trình bày về dân số vàng, dân số già, rồi sự bất bình, bất quân bình về giới tính vân vân nha, rồi sinh sản, rồi tử vong, rồi di chuyển về dân số. Rồi hai cái bài sau cùng là phương pháp thì dân số học thì gồm có bảng sống bảng chết và cái sơ đồ Leipzig. Như vậy mình có 8 bài tất cả. Đây là hình ảnh tất cả những cái sách dân số trên thế giới, những cái 70 cái sách về dân số học trên thế giới. Thì thầy dạy là thầy dạy theo cái cuốn World Population Demographic Dynamic, vân 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 vân, nó có nhiều cái. Đây là trên thế giới hiện nay cái sự dạy về dân số nó rất là phát triển, nó thành ra một môn khoa học. Rồi đầu tiên thầy xin giới thiệu với mấy em cái ngày về dân số, Population Day, ngày dân số. Ngày dân số trên thế giới là ngày 11 tây tháng 7 năm 1987, người công dân thứ 5 tỷ đã chào đời tại năm tư. Vì đạt được cái 5 tỷ đầu tiên cho nên người ta lấy cái ngày 11 tháng 7 làm ngày dân số thế giới. Riêng ngày dân số Việt Nam á, thì cuối năm 26 tháng 12 là lúc này là nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng á, đã ký một cái quyết định về sức khỏe sinh sản. Do đó nhà nước mình quyết định lấy ngày 26 tháng 12 là cái ngày về dân số Việt Nam. Như vậy là cái ngày dân số thế giới là nửa năm nha, khoảng nửa năm 11 tháng 7. Còn dân số ngày dân số của Việt Nam là 26 tháng 12. Mấy em nhớ mấy cái ngày này để có gì vậy? Trong những cái câu hỏi trắc nghiệm thì để mình chọn cho nó đúng nha. Đây là hình ảnh ngày dân số thế giới ngày 11 tháng 7 năm 2019. Trong cái ngày này đó thì là người ta đưa ra những cái khẩu hiệu để tập trung, ví dụ như cái ngày dân số thế giới năm 2019 đó, thì có cái tập trung vô cái những cái hậu quả của cái sự tăng dân số và cái tác động của nó trên tất cả mọi cái kế hoạch phát triển.
tức là dân số mình cũng đang tăng, trên thế giới đang tăng, do đó người ta đề nghị cái chủ đề của ngày dân số thế giới năm 2019 là cái tác động, cái hậu quả của cái việc tăng dân số. Đến năm 2020 đó thì cả thế giới người đang chống chọi với đại dịch, cho nên không thể tổ chức kỷ niệm và nâng cao cái nhận thức về ngày dân số thế giới năm 2020. Thì đây là cái chuyện mà mình cũng đã hiểu rồi nha, tại vì cái Covid hiện nay nó tác động lên mọi cái hoạt động nha. Đó, cái này là ngày dân số thế giới của Việt Nam nè. Ngày dân số thế giới Việt Nam kỷ niệm ngày dân số thế giới Việt Nam 26 tháng 12, thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Thì ngày 26 tháng 12 năm 1961 đó, thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký cái quyết định ra cái ngày này. Đây là những cái sự kiện về dân số xảy ra trong năm 2019 và tổng kết đến năm 2020, tức là năm 2019, tất cả những cái năm cuối cùng bằng số 9 thì mình có cái tổng điều tra dân số. Tổng điều tra dân số, và đây là cái hội nghị trực tuyến để công bố kết quả điều tra dân số năm 2019. Đây là cái số liệu sơ bộ của cái tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Thì toàn bộ dân số Việt Nam 0 giờ ngày 1 cái tháng 4 năm 2019 là 96.208.000 vân vân người. 96 triệu. Này là chính thức, là tại vì cái điều tra dân số này là người ta đi gặp từng gia đình nha, để mà lấy cái số liệu đó. Thì là lấy cái số liệu này, cái hôm trình bày cái này là nhằm chào mừng ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12, người ta công bố cái kết quả điều tra dân số năm 2019. Với cái số này 96 triệu này thì là nước Việt Nam mình có cái dân số đông thứ ba của Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới nha. Tăng thì khoảng 10 triệu trong vòng 10 năm, tức là bình quân thì một năm tăng 1 triệu nha. Và tăng trung bình là 1% năm. Trong năm 2017 đó, trong cái hội nghị trung ương của đảng đó, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tức là Chủ tịch nước luôn đó, thì đứng về mặt dân số đó, thì có đưa ra những cái chủ trương, đưa ra những cái chính sách đường lối về mặt dân số, mà tất cả những cái điều này chúng ta sẽ học ở trong cái 8 bài dân số. Thứ nhất là cần duy trì mức sinh thay thế, cần duy trì mức sinh thay thế. Thì trong cái bài mà sinh đó, thì mấy em sẽ hiểu cái nào là mức sinh thay thế và tại sao phải cần duy trì mức sinh thay thế. Thứ hai là trong cái bài mà về cấu trúc dân số đó, thì mấy em sẽ hiểu tại sao mà cần đưa cái tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng. Thứ ba là tận dụng cơ cấu dân số vàng, thì cũng trong bài cấu trúc dân số đó mấy em sẽ hiểu thế nào là dân số vàng, thế nào là phải tận dụng cái cơ cấu dân số vàng. Ngoài ra thích ứng với dân sự già hóa dân số, thì trong cái bài cấu trúc dân số mấy em cũng sẽ hiểu thế nào là già hóa dân số và thế nào là phải thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. Thế nào là nâng cao chất lượng dân số, đây là một trong những cái chủ trương lớn của nhà nước về nâng cao chất lượng dân số và phân bố dân số phù hợp, tức là trên những cái vùng lãnh thổ đó thì có cái phải có cái sự phân bố dân số phù hợp. Đây là những cái chỉ đạo nói chung của nhà nước về cái ngành dân số, và tất cả những cái từ này, tất cả những cái nội dung này các em sẽ được trình bày rõ và học ở trong 8 cái bài dân số học trong năm nay. Giờ vấn đề đầu tiên, tại sao mình phải học cái môn dân số học? Môn dân số học.
ý nghĩa thực tiễn của môn dân số học, bất kỳ hình thái kinh tế xã hội nào á, thì cũng phải có, muốn tồn tại và phát triển thì phải duy trì được hai cái dòng sản xuất, Tám trụ quốc như ta sản xuất về vật tám chất trụ quốc và sản xuất về chính cái còn bản thân con người. Thành ra hai dòng này luôn luôn tồn tại và có mối quan hệ tác động với nhau. Vì vậy, nghiên cứu dân số là một lĩnh vực liên quan trực tiếp và quyết định sự tồn tại và phát triển xã hội. Cái quan trọng của sản xuất ra bản chính bản thân con người ấy, là ví dụ như tại sao mà chủ tịch nước đề nghị là chúng ta phải nâng cao cái mức sinh, là tại vì nếu không á, thì dân số của chúng ta sẽ bị thiếu hụt mất đi, và 96 triệu đó, là nếu chúng ta không có đảm bảo được cái số đó, thì cái mức sản xuất vật chất cũng như mức bảo vệ cái đất nước của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Do đó chúng ta phải thế nào phải giữ được cái dân số vừa đủ tốt để bảo vệ và phát triển, tức là quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Thì đó là cái ý nghĩa quan trọng nhất của môn dân số. Mà trong này đó, cái ngành y của chúng ta đó, thì đứng về mặt mà sản xuất ra chính bản thân con người đó, là chúng ta có một cái trách nhiệm và có những cái hoạt động rất là sát, rất là phù hợp với cái này. Tại vì nói chung á, không thể nói có một cái quốc gia nào mà không có dân số. Tại vì một quốc gia mà hiện nay, ví dụ như những cái quốc gia mà dân số hiện nay càng ngày nó càng nhỏ lại, là thì có nguy cơ sẽ bị triệt tiêu, và có nguy cơ sẽ bị mất nước, vân vân. Do đó cái quy mô cơ cấu và biến động dân số đó, là sự phối hợp, sự tác động qua lại của tất cả những cái yếu tố về mặt lịch sử, về mặt kinh tế xã hội, về mặt sức khỏe, vân vân. Chúng ta đảm bảo về sức khỏe của người dân thì đó là một trong những cái yếu tố để đảm bảo được cái quy mô cái dân số của chúng ta phù hợp để mà phát triển và bảo vệ được đất nước. Thì đó là cái nền tảng vật chất quan trọng của xã hội để có thể thực hiện được việc quản lý có hiệu quả về sự phát triển của đất nước. Ví dụ như chúng ta phải biết là ví dụ thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu dân, ví dụ như chúng ta trên chính thức mình có 9 triệu dân thôi, nhưng mà thiệt ra mình có tới 12 triệu dân. Thành ra với 12 triệu dân đó thì cái việc mà quản lý có hiệu quả, quản lý không có sự cố gì thì rất là khó khăn. Thành ra đây là những cái yếu tố dân số mà nó góp phần cho việc phát triển, cũng như nếu chúng ta quản lý không tốt thì nó sẽ tạo nên những cái tiền đề để hủy hoại cái cấu trúc, hủy hoại luôn cái nền tảng kinh tế, vân vân. Rồi bây giờ đó là chuyện lớn nha, chuyện giữa dân số và sự phát triển của đất nước. Bây giờ dân số và trong những đại học y, dân số trong ngành y, dân số trong việc bảo vệ sức khỏe của nhân nhân dân, dân số trong cái việc mà tăng cường sức khỏe của người dân, dân số học góp phần cái gì? Thì ví dụ như đại học của chúng ta có nhiệm vụ là một đại học đa ngành thuộc khối khoa học sức khỏe, có trách nhiệm đào tạo ra nguồn nhân lực y tế, cho công việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng dân cư mà cái đại học đó chịu trách nhiệm. Ví dụ như giờ mình nói là đại học mình là chịu trách nhiệm đối với, nếu mình nói đơn giản đi, cho chịu trách nhiệm cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hay chịu trách nhiệm cho nhân dân của đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, thì khi mình phải đào tạo ra cái nguồn nhân lực y tế, tất cả các cái thành phần từ bác sĩ, y sĩ, y tá, vân vân vân, có công tác để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng dân cư ở cái khu vực mình chịu trách nhiệm. Do đó đó, trong này thầy nhấn mạnh cái chữ cộng đồng, tức là cái dân cư
dân cư sống ở trong một cái lĩnh vực, sống ở trong một cái địa bàn nào đó, ví dụ như địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn của tỉnh Đồng Nai, địa bàn của tỉnh vân vân xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, giờ thêm có cái thành phố Thủ Đức nữa, thì đó là những cộng đồng dân cư đó mình phải có trách nhiệm để bảo vệ, nâng cao, chăm sóc sức khỏe cho những cái cộng đồng đó. Thì muốn như vậy đó, thì cái môn dân số học đó, bên cạnh những cái môn về khoa học y khoa đó, thì là dân số học là môn cơ sở, là môn cơ sở. Để chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Môn này là sở thì nhằm là gì để mà bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Thứ nhất, xác định được, tính chất dân cấu của người dân, ví dụ như bao nhiêu nam nữ, bao nhiêu người già, bao nhiêu người trong tuổi lao động, vân vân. Đó là cái cấu trúc mình sẽ học cái bài đó, xác định được tính chất, xác định được sáu cái chỉ số, sáu cái những cái chỉ số của sáu cái hiện tượng như nãy trước đây nói rồi, ví dụ như sinh, hiện tượng sinh là rất là quan trọng, rồi hiện tượng chết cũng rất là quan trọng, rồi hiện tượng kết hôn ly dị, rồi cuối cùng là hiện tượng migration, tức là sự di chuyển dân số thì gồm có đi và đến. Thì đối với một cộng đồng dân cư đó, thì cái cấu trúc của cái dân số đó là nó ảnh hưởng rất là lớn đến tình hình sức khỏe. Ví dụ như sinh ít, chết nhiều, và ly hôn nhiều, hay đi nhiều, thì ảnh hưởng đến sự biến động dân số. Cái đó chúng ta sẽ học từng cái một trong những cái bài sau này. Rồi từ những cái xác định được cái tính chất cấu trúc, xác định được những cái hiện tượng, những cái nội dung như đã nói, thì do đó đó ngành ủy ban với là các sở y tế vân vân sẽ đặt được cái mục tiêu nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Nếu không nắm được tất cả những cái tính chất, cái cấu trúc và tất cả những cái hiện tượng sinh tử đến đi vân vân, thì chúng ta khó đạt được cái mục tiêu cho xác hợp. Do đó chúng ta phải nắm hết mấy cái này, và mấy cái này là nhờ cái môn dân số học để xây dựng được cái mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe, và từ đó nó vân vân hoạch định được kế hoạch nâng cao sức khỏe cộng đồng và hoạch định được kế hoạch phát triển cái hệ thống y tế. Tại vì chúng ta biết có bao nhiêu dân, có bao nhiêu trẻ em, có bao nhiêu phụ nữ, có bao nhiêu người già, có bao nhiêu người trong tuổi lao động, thì chúng ta mới có cái kế hoạch phát triển được cái hệ thống y tế, và từ cái đó chúng ta mới có cái kế hoạch phát triển được cái sức khỏe cộng đồng, tức là bảo vệ, nâng cao, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Thì đây là một cái nhiệm vụ rất là lớn của ngành y, và đây sự góp phần của môn dân số học ở trong cái khoa y tế cộng đồng. Do đó nội dung giảng dạy thì giống như nãy nói, thì mình sẽ có bài dẫn nhập, bài vi mô, bài cấu trúc. Bài cấu trúc là bài dài nhất và có hay nhất, cấu trúc dân số theo tuổi và giới tính, rồi hôn nhân ly dị, rồi sự kiện sinh sản, rồi tình hình sự kiện tử vong, rồi di chuyển dân số, và những cái phương pháp như là bảng sống và Lexis. Đây là những cái tổ chức liên quan tới cái ngành dân dân số ở Việt Nam. Đây là những cái tổ chức liên quan tới ngành dân số ở Việt Nam. Thì đầu tiên là Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình. Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình. Cái này là đứng về mặt nhà nước nha. Là quản lý nhà nước, là một tổ chức thực thi pháp luật về 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 dân số kế hoạch hóa gia đình. Đây là một cái tổ chức của nhà nước,
nhằm quản lý tất cả mọi cái hoạt động, tất cả mọi chủ trương chính sách về dân số của cả nước. Trong đó nó tập trung vào chăm lo về quy mô dân số, về cơ cấu dân số, về chất lượng dân số, vân vân. Thì quy mô dân số, ví dụ như bây giờ trong trường hợp mà đứng ngoài mặt là ta theo dõi những cái chỉ số đó, ta thấy dân số mình càng ngày càng giảm, thì ta phải lo có cái kế hoạch để đảm bảo là dân số không giảm. Thứ hai là nếu dân số tăng nhanh quá thì ta phải có kế hoạch làm sao để mà cái dân số không có tăng nhanh và đảm bảo được cái mức sinh thay thế, cơ cấu dân số, tức là đảm bảo được tất cả mọi cái cấu trúc dân số nó ổn định. Ví dụ như giờ đẻ nữ nhiều quá không phù hợp, thì giờ làm sao để cho nó điều hòa cái vấn đề giới tính, đẻ nam nhiều quá cũng không phù hợp, thì làm sao để điều hòa được cái giới tính. Ví dụ như giờ cơ cấu dân số ở các cái khu vực, dù khu vực miền núi, khu vực thành thị, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, vân vân, thì nó không có ổn định, nó không có cân đối, thì do đó nó phải điều chỉnh lại làm sao để cho cái cơ cấu dân số nó ổn định nha, và chất lượng dân số là đảm bảo được cái chất lượng sức khỏe, chất lượng về thể chất, về vân vân, chiều cao, cân nặng, vân vân của dân số mình, cho nó phù hợp với sự phát triển của thế giới. Đó là về mặt nhà nước nha. Bây giờ tại thành phố Hồ Chí Minh thì có chi cục dân số kế hoạch và gia đình nằm trên đường Baxter, đây là cơ quan nhà nước quản lý cái lĩnh vực dân số kế hoạch và gia đình, trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Thường thường thì cái anh mà cái người mà phụ giám đốc của cái chi cục này á, thường thường là phó giám đốc của Sở Y tế, thường thường là vậy. Đây là cái website của chi cục dân số kế hoạch và gia đình thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra mình có một cái trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, ngoài hai cái bệnh viện Từ Dũ và Hùng Vương chăm lo vấn đề sức khỏe sinh sản, thì có một cái trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản của thành phố Hồ Chí Minh đặt trên đường 3 tháng 2. Mục tiêu của phần dẫn nhập vừa qua là thì trình bày được những cái sơ bộ, trình bày được những cái ý niệm quan trọng, trình bày được những cái chủ trương quan trọng, trình bày được cái tổ chức quan trọng liên quan tới dân số học, và trình bày được cái lý do quan trọng tại sao mà chúng ta, nhất là ở cái ngành y, nhất là ở cái khoa y tế công cộng, phải dạy cho mấy em về dân số học. Đây là một cái nội dung quyết định bởi Bộ Giáo dục, Bộ Y tế. Về mục tiêu của phần dẫn nhập này, trình bày được sơ lược cái lịch sử phát triển, trình bày được sơ lược lịch sử phát triển dân số học, tức là mấy em sau khi học đó thì mấy em có khả năng trình bày được cái lịch sử phát triển của môn dân số học trên thế giới. Hai ba cái học thuyết hiện đại, bỏ đi những học thuyết xa xưa, như thì tập trung vô thầy nâng lên là ba cái học thuyết hiện đại, trình bày được định nghĩa dân số học, trình bày được tầm quan trọng của dân số học, và trình bày được các số đo sử dụng trong dân số học. Tức là những cái khi mà nói đến những cái mục tiêu này á, thì những cái câu thi nó sẽ tập trung vô cái mục tiêu. Ví dụ như sẽ hỏi về một hai câu về lịch sử phát triển dân số học, về học thuyết dân số học, về định nghĩa dân số học, về số đo dân số học, vân vân. Rồi chúng ta đi vào cái môn dân số học. Như vậy dân số học là gì? Dân số học được xem như là như thế nào và ra làm sao? Thì đầu tiên từ ngữ, về cái tên gọi dân số học, demography, thì đây là hai chữ có cái ngữ nguyên của nó
Fred Hy Lạp gì đó nha, thì còn chữ để demo. Demo có nghĩa là people, có nghĩa là dân số. Demo, còn graphy đó là giống như đi chụp hình như đó, đi chụp hình đi vẽ lại. Đây là một cái khoa học nghiên cứu về dân số con người. Đây là một khoa học nghiên cứu về dân số con người mà cái ông Akshin Giga đó là cái người để đầu tiên dùng cái chữ demography trong cuốn sách của ông. Đó, như cái phần ở dưới này cho thấy demo tức là people, là lại con người, dân số, graphy tức là đo đạc, là một cái khoa môn khoa học nghiên cứu về dân số con người. Đây là cái tiếng Anh. Bây giờ tiếng văn chút nữa. Đây demo mean people và graphy mean measurement. Đây, cái này nhắc đi nhắc lại để cho mấy em nhớ cái chữ demography. Cái chữ demo này ví dụ như trong cái môn dịch đại học epidemiology thì demo đó cũng là population. Epi là cái gì xung quanh đó, cái gì xung quanh cái dân số đó. Ví dụ một người bệnh không nói nhưng mà 100 người bệnh trong một cái dân số thì tự nhiên cái thấy nó quan trọng. Thì đó là trong cái dịch đại học cũng là nghiên cứu trên cái dân số, cũng giống như demography của chúng ta. Đó, cái này là cũng dẫn nhập vô cái demography nè. Thì nhắc lại, demography tức là một cái nghiên cứu khoa học nha, về cái dân số con người, vân 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 vân. Theo năm cái tiến trình của nó, tức là hồi nãy mình nói có 6 cái sự kiện dân số đó, thì đây tập trung vô 5 cái nha, là sinh nè, tử nè, cưới hỏi ly dị nè, migration là di chuyển nhân số, là di chuyển nhân số. Đây nó nói về cấu trúc nhân số, mà di chuyển nhân số và cái sự biến động ở trong xã hội, cái sự thay đổi, sự di chuyển trong xã hội. Và ba cái hiện tượng của cái dân số học là sự biến động về dân số, cỡ dân số là tăng hay là giảm, cấu trúc dân số, và thứ ba nữa là sự cơ cấu dân số của những cái vùng miền, tức là cái sự distribution của dân số theo những cái vùng miền. Cái điều đặc biệt á, là trong cái ngành y á, chúng ta học á, là population health hay là medical demography, nó khác với những cái ngành, những cái khoa chỗ khác á, nó dạy demography and development tức là dân số và phát triển. Còn tại vì mình là ngành y á, thì mình sẽ tập trung vô mình học dân số và sức khỏe. Dân số và sức khỏe đó. Đây có nhiều cái cuốn nó trình bày về cái trình bày là dân số và sức khỏe nha. Bây giờ về mặt từ ngữ, etymology, về mặt từ ngữ, demography được dịch là dân số học, nhưng mà trước đây đó, trước 75 hay kêu là nhân khẩu học. Đây là một cái từ của tiếng Hán, nhân khẩu học. Trong này chữ khẩu là cái gì, khẩu có nghĩa là cái gì? Đây là cái câu hỏi dành cho mấy em. Khẩu có nghĩa là cái gì? Thì bình thường nếu mình nghe mình tưởng khẩu là cái miệng, khẩu là cái miệng, nhưng mà thực sự nó không phải khẩu là cái miệng. Và trong cái từ nhân khẩu học á, khẩu là number of people, là số người, khẩu là số người. Nhân khẩu học ví dụ như nhà có nhân khẩu đông đó là nhân khẩu, khẩu là số người, khẩu là số. Ngữ nguyên từ dân số học là tiếng Việt ấy, là dùng gốc Hán cũ, từ Hán Việt của mình ấy,
tạo ra thành cái từ mới mà bản thân á, trong tiếng Hán không có dùng. À, cái từ dân số nó đặc biệt cho nó. Cái từ dân số của Việt Nam là dùng nè, thì Hán tự là cái này dùng để chỉ số người dân, nhưng mà tiếng Hán không có cái từ này, mà tiếng Hán chỉ có là nhân số. Nhân số mà mình lại không dùng cho nhân số, mà mình dùng cái dân số. Thành ra cái điều này cũng rất là đặc biệt. Tức là từ dân số là từ rất là đặc biệt của Việt Nam. Giờ mình có hai cái từ cần phải phân biệt: population and demography. Population, rồi population là dân cư, dân cư, trong khi demography là dân số học. Demography là dân số học, một bên là dân cư, population. Population là những người cùng cư trú trên một lãnh thổ cụ thể, là những người cùng ở, cùng cư trú, cùng sống trên một lãnh thổ cụ thể, như một xã, một huyện, một tỉnh. Dân cư là đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa học, môn khoa học tự nhiên, xã hội, y học, kinh tế, ngôn ngữ học, vân vân. Do đó population là dân cư. Dân cư là chỉ những người cùng sống, cùng sinh sống, cùng ở trên một cái lãnh thổ cụ thể, ví dụ như xã, huyện, tỉnh, nước, vân vân. Nó khác với từ population, hay nó khác với từ demography. Trong khi cái từ dân số học ở demography là một khoa học, giống như nãy mình nói rồi, đây là một khoa học nghiên cứu cái nhóm dân cư cụ thể, nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu về giới tính, độ tuổi, dân tộc, tình trạng hôn nhân, tức là những cái sự kiện nãy đấy. Tóm lại chỗ này, dân số học là một khoa học, là nghiên cứu về một population. Do đó cái demography nó khác với population, do đó dân số học nó khác với cái dân cư. Nghiên cứu về gì? Nghiên cứu là phân tích chia cái tổng số dân thành những nhóm nam nữ khác nhau về giới tính, rồi khác nhau về độ tuổi, tức là nghiên cứu về cơ cấu hay cấu trúc dân cư theo giới tính và độ tuổi. Tóm lại từ dân số học là một nghiên cứu, là một cái dân cư, nhưng mà đã được xem xét nghiên cứu về cái góc độ quy mô, cấu trúc và chất lượng dân số. Nói tóm lại thì population là dân cư ở trong một cái địa phương nào đó, là người dân đó, nha. Dân số học đó là một cái khoa học để nghiên cứu cái dân cư đó về tất cả, về cả những cái gì đó, bất cứ cái gì đó, ví dụ như về kinh tế, về xã hội, về cấu trúc dân số, về tuổi, giới tính, về tình trạng hôn nhân, về sự di chuyển, vân vân. Đó là dân số học. Đó, từ dân số học là một danh từ để chỉ dân số, là danh từ để chỉ sinh vật. Nếu mở rộng ra đó, cái population được dùng để chỉ ví dụ như dân số loài voi, dân số loài cá mập, dân số loài chuột, dân số loài kangaroo, dân số gì vân vân, thì ta dùng chữ population. Population là tập hợp những vật hay những sinh vật trong cái nghiên cứu. Ví dụ giờ mấy em nghiên cứu những con voi, thì cái research population, tức là cái dân số nghiên cứu của em ấy, là tất cả những con voi ở trong một cái địa phương nào đó, hay là tất cả những con cá trong biển biển nào đó, ví dụ vậy. Đó, ví dụ như đây đó, population, population của loài cá, loài chim, vân 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 vân. Giờ dân số học học cái gì? Thì dân số học á, nói chung đây là những cái ý niệm trên thế giới, là cố gắng trả lời những cái vấn đề đặt ra sau đây, là
có bao nhiêu người và cái cấu trúc như thế nào và sống ở đâu, rồi sẽ ra như thế nào, rồi gì nữa, ví dụ vậy. Nên thì do đó là cái demography là study, là nghiên cứu quy mô và cấu trúc của dân số, quy mô và cấu trúc của dân số, rồi sự biến động của dân số, biến động của dân số, biến động là sinh là tử này, di chuyển vân vân, rồi mối quan hệ giữa cái dân cư đó, cái dân số đó với sự thay đổi những cái biến số khác, ví dụ biến số về kinh tế, biến số về xã hội, vân 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 vân. Đó, thì cái này là cái ý niệm lớn nhất mà hiện nay trên thế giới người ta đặt ra, là cái dân số học đó, là nghiên cứu về quy mô và cấu trúc, nghiên cứu về sự biến động, nghiên cứu về mối quan hệ. Từ là mình sẽ học như vậy. Để làm cho rõ hơn thì cái môn dân số học tập trung vô đơn giản là mấy cái biến số này, mấy biến số này, biến số tử vong, sinh sản và di dân. Từ cái sinh tử và di dân thì nó có cái kết cục của nó là cho được cái quy mô dân số, là cỡ dân số, đưa ra được cái cấu trúc dân số và đưa ra được cái sự phân bố dân số. Phân bố dân số tức là ví dụ như một cái vùng miền hay là tỉnh, vâng, thì cái dân số nó phân bố như thế nào, ví dụ tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội vân vân, thì như vậy đó là phân bố dân số. Thì từ ba cái này nó sẽ đưa ra những cái kết cục của nó là quy mô, cấu trúc và phân bố dân số. Nhưng mà một mặt mình nghiên cứu dân số đó, nghiên cứu dân số, cái này là phân tích dân số nhiều hơn là nghiên cứu dân số. Còn cái này là nghiên cứu dân số là mối quan hệ giữa tất cả những cái này với vấn đề xã hội, với vấn đề tâm lý xã hội, vấn đề sinh học vân vân, thì đó là nghiên cứu dân số. Đây là định nghĩa cuối cùng tiếng Việt của dân số học, và định nghĩa này thường dùng ở trong cái đề thi. Dân số học là gì? Dân số học là một khoa học. Dân số học là một khoa học có đối tượng nghiên cứu là cộng đồng dân cư, có đối tượng nghiên cứu là cộng đồng dân cư, tức là demography là một cái study research, là một cái scientific study, mà đối tượng nghiên cứu là population. Population, cái population nằm đây, demography nằm trên này. Và nghiên cứu về cái gì? Nghiên cứu về cỡ này, quy mô này, size, biến động này, biến động, sự thay đổi này, và phân bố dân số. Đầu tiên nghiên cứu về quy mô, biến động và phân bố dân số. Tiếp tục thì là phân tích, thì phân tích cấu trúc dân số, có nghĩa là phân tích cái dân số, cái quy mô dân số này, theo tuổi và giới tính, theo tuổi và giới tính. Và đi sâu hơn nữa đó, tức là tập trung vào 6 sự kiện dân số: sinh, tử, cưới, hỏi, ly, dị, xuất, nhập. Sinh, tử, cưới, hỏi, ly, dị, xuất, kết, nhập. Và nghiên cứu mối quan hệ giữa các sự kiện dân số đó với tình hình kinh tế xã hội, vân vân. Đây là cái định nghĩa cuối cùng của cái bài này đối với dân số học là cái gì? Dân số học là một khoa học có đối tượng nghiên cứu là một cộng đồng dân cư cụ thể, nghiên cứu về quy mô, nghiên cứu về biến động, nghiên cứu về phân bố, nghiên cứu về tuổi và giới tính, nghiên cứu về 6 sự kiện dân số và xác định mối quan hệ nó với những cái sự kiện khác cũng như với tình hình kinh tế xã hội nha. Đây là chỉ số dân số học, thì gồm có hai loại: thống kê và
thống kê hộ tịch. Chỉ số dân số học hiện nay mà mình đang dùng á, gồm có hai nhóm: thống kê dân số và thống kê hộ tịch. Thống kê dân số thì gồm có cỡ dân số này, population size này, mật độ dân số này, và tỷ số về giới tính này, và tỷ số phụ thuộc. Cái này mình học hết trong cái chương trình của mình sẽ học hết tất cả những cái này. Đó là thống kê dân số. Thứ hai là thống kê về hộ tịch, tức là tư pháp này, tức là ở mỗi cái quận huyện, mỗi cái phường xã đó nó có cái hệ thống thống kê về hộ tịch, tức là tất cả những cái người sinh thì phải tới cho phường xã để xin cái giấy khai để sinh, tức là bắt đầu có cái thống kê về sinh. Từ cái thống kê về sinh đó người ta mới tính ra được cái tỷ suất sinh, rồi xin cái giấy khai tử cũng ở phường xã đó, thì tổng kết lại thì mình có được cái tỷ suất chết, rồi có cái tỷ suất thứ ba quan trọng nữa là tỷ suất về tăng dân số hay giảm dân số, tăng giảm dân số, rồi cuối cùng là xác định được cái tuổi thọ. Tuổi thọ đây là những cái chỉ số về dân số học. Thì hai nguồn, một cái nguồn là thống kê dân số mấy cái này, và một nguồn là thống kê hộ tịch. Một cái định nghĩa mới của dân số đó, thì hiện nay đó, dân số học được định nghĩa là một khoa học nghiên cứu những cái yếu tố quyết định và những cái tác động hay là hậu quả của cái sự tăng hay giảm dân số đó, và tất cả những cái yếu tố gì mà tác động đến, tức là ảnh hưởng đến những cái sự tăng dân số này. Ngày nay á, thì dân số học là một cái khoa học nghiên cứu về tất cả những yếu tố quyết định và những cái ảnh hưởng của cái sự tăng dân số hay giảm dân số, sự biến động dân số, và tất cả những cái gì ảnh hưởng đến cái sự tăng dân số. Thì nói chung là cái này cũng giống như nãy giờ thầy trình bày với mấy em, lui tới nó cũng vậy nha. Vừa qua là thầy trình bày với mấy em về cái từ dân số học, định nghĩa dân số học và những cái ngữ nguyên về dân số học. Cái điều đặc biệt về dân số học, dân số học. Và chữ dân số học này á, bên Trung Quốc người ta cũng không dùng, người ta dùng chữ nhân số học, mình dùng chữ dân số học. Và trong cái dân số học này thì demography này thì để ý khác biệt giữa cái từ population là dân số cư và demography là dân số học. Dân số học là một khoa học, còn dân cư là những người sống ở trong một cái lãnh vực địa phương nào đó. Ngoài ra trình bày thêm mấy em về các cái thống kê, các cái chỉ số đại khái thôi, để cho mấy em thấy được cái độ rộng của cái môn dân số học. Rồi, bây giờ đến lịch sử dân số, lịch sử môn dân số học. Lịch sử môn dân số học. Thì đầu tiên có ông John Crown. Ông này là một cái người quản lý tại nước Anh. Ông ở tại London thì ông được người ta giao cho ông cái nhiệm vụ là quản lý tập hợp tất cả những cái phiếu tử vong, tức là những cái giấy khai tử bill of mortality, ở tại thành phố London. Thì trong cái quá trình ông quản lý tất cả những tờ giấy khai tử đó thì ông mới sắp xếp lại, ông tổng hợp, ông phân tích, mà vì phân tích đó thành ông là cha đẻ của môn dân số học và dịch tễ học.
cha đẻ của môn dịch tễ học là tại vì đầu tiên nó sử dụng những cái sự phân tích, những sự phân tích đứng về mặt sức khỏe của con người. Về mặt dân số học, ổng là người đầu tiên mà áp dụng cái phân tích và thống kê những cái tử vong của thành phố London. Do đó ổng là cha đẻ của môn dân số học và môn dịch tễ học. Ông nghiên cứu ở tử vong qua những cái hồ sơ khai tử của thành phố London, và từ đó đó có cái điều đặc biệt là ông xây dựng được cái bảng sống là Live Table, là bảng sống Live Table. Bảng sống đó là sau này được phát triển và sử dụng rất nhiều trong khoa học y y học. Thì chúng ta sẽ học cái bảng sống đó sau. Chúng ta sẽ học được cái tử vong vân vân vân, nhưng mà cuối cùng thì nhớ nè, John Brown này là ổng là người bắt đầu nghiên cứu về dân số học, và nghiên cứu đầu tiên của ổng là nghiên cứu về những cái Bill of Mortality, tức là những cái tờ giấy khai tử của thành phố London. Từ đó ông xây dựng ra được một cái phương pháp mà hiện nay sử dụng rất là nhiều, đó là bảng sống. Thứ hai, đứng về mặt thời gian thì sau đó có ông Edmund Halley. Ông Halley này là xây dựng cái bảng sống, tiếp tục xây dựng bảng sống của ông John Brown nãy, nhưng mà của nước Đức. Tức là phân đưa ra được cái là phân tích cái tuổi thọ theo tuổi. Cái vấn đề sau này mà các em sẽ học đó, là muốn biết cái tuổi thọ của một cái dân tộc, muốn biết tuổi thọ của một cái dân cư thì là phải xây dựng cái bảng sống này thì mới biết được cái tuổi thọ. Thì tuổi thọ đó, nói chung tuổi thọ là tuổi thọ của mình hay nói bình thường đó, tuổi thọ lúc 0 tuổi. Ví dụ như em bé này sinh ra đó thì cái dân tộc này sống được bao nhiêu thì kêu là tuổi tuổi thọ, theo là tuổi tuổi thọ. Nhưng mà trong cái bảng sống ấy giúp mình, ví dụ như giờ 0 tuổi sống được bao nhiêu năm nữa, kêu tuổi thọ lúc 0 tuổi, rồi 20 tuổi sống được bao nhiêu năm nữa, và tuổi thọ 20 đối với những em bé 20 tuổi, rồi 30 tuổi, 40 tuổi sống được bao nhiêu năm nữa, và tuổi thọ theo theo tuổi. Thì cái bảng sống này giúp cho tính được cái tuổi thọ theo tuổi. Thì đây là sự phát triển của cái bảng sống đó từ cho ông Edmund Halley. Edmund Halley là ông tìm ra được cái sao chổi Halley ấy, sao chổi mà mấy mươi năm, 60 năm gì đó mới quay lại cho mình thấy một lần nữa. Rồi, chút nữa mình sẽ học cái này, tức là ông Thomas Mann Montes là một người mục sư, ông người Anh này. Ổng nghiên cứu đưa ra một cái luận án nghiên cứu về cái những phương pháp dân số học, và ổng đưa ra một cái thuyết phản dân số, tức là chống lại cái dân số, chống lại dân số. Chút nữa mình sẽ học kỹ hơn về ông này ở trong cái lý thuyết về dân số. Nhưng mà đây là quá trình phát triển của cái ngành dân số. Ông Achille Gia, ông này là người Pháp. Ông này đã đưa lần đầu tiên năm 1855 đã đưa ra cái từ demography, tức là demography bằng tiếng Pháp, ở trong cái cuốn những yếu tố thống kê con người, thống kê về dân 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 số, hay là demography compare, tức là hay là dân số soi so sánh. Trong này ông đã đưa ra được cái từ demography mà trước đây chưa ai nói đưa ra cái từ này. Ông là cái người create, ông là cái người sáng tạo ra chữ demography. Đó, ông Shinya đã đưa ra được cái từ demography nha. Rồi, ông Lexis, ông này là một kỹ sư, ổng đưa ra được cái sơ đồ lexic,
chuyên về bảo hiểm y tế để xác định được trên sơ đồ Rickrack thì giúp cho mình biết được cái tuổi nào còn bao nhiêu ra làm sao để mà có tính lợi hại để làm được cái bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nha ông. Nói chung cái lý thuyết và giả thuyết là phỏng đoán thôi, nhưng mà lý thuyết là khi tổng hợp lại những cái giả thuyết đã nêu đó rồi thấy hợp lý thì kết thành một cái sự giải thích mạch lạc cho một cái sự kiện, cho một cái sự vật nào đó thì gọi là lý thuyết. Thì sau đây là có ba cái lý thuyết quan trọng nhất mà của dân số, ba lý thuyết gọi là ba lý thuyết hiện đại nha. Đó là lý thuyết của ông Mantis hồi nãy đó, Mantis nãy đó. Và lý thuyết về dân số tối ưu và lý thuyết của sự chuyển tiếp dân số, demography transition. Chúng ta sẽ học kỹ ba cái này nha. Đây là nói chung những cái lý thuyết cổ đại từ hồi Khổng Tử, từ hồi Aristotle, từ hồi Platon, thì những cái ông này á, cho thấy là dân số gắn liền với cái ổn định chính trị xã hội. Mỗi dân số đó phải, mỗi cái nước đó phải có một cái dân số và phải có một cái dân số đủ lớn để đảm bảo được cái sự ổn định của chính trị xã hội của cái nước đó, vân vân. Này bỏ qua luôn cận hiện đại như Adam Smith, cái ông này nói nhu cầu dân số như là một cái nhu cầu hàng hóa, nhu cầu vật chất vậy đó nha. Do đó mỗi nước phải có một cái dân số ổn định, phải có một cái đủ độ lớn của dân số đó để mà đảm bảo được cái sự ổn định và phát triển nha. Do đó cần điều chỉnh như tái sản xuất vật chất vậy đó nha. Rồi đây mình đi sâu vô cái này, đi sâu vô cái lý thuyết của ông Thomas Mantis. Ông này là đưa ra cái thuyết về phản dân số nha. Ông này là một mục sư, ông nghiên cứu, ông thấy là hồi đó đó cứ mỗi 25 năm thì tăng gấp đôi dân số một lần. Và dân số đó khi tăng tăng theo cấp số nhân. Tăng theo cấp số nhân và dân số mang tính chất của tính sinh học và tình dục, hai cái đó thì không có thể nào ngưng được hết. Thành ra dân số luôn luôn tăng và cứ 25 năm theo ổng thì tăng gấp đôi dân số, và do đó thì cần phải có sự hạn chế gia tăng dân số. Nếu không thì nó quá cao và nó sẽ đưa tới một cái tình trạng crisis, tình trạng về hỗn loạn và vân vân. Đó, đây là cái nói về cái lý thuyết của ông Mantis. Thì tăng dân số theo cấp số nhân, trong khi food supply thì tăng dân số theo cấp số cộng. Do đó chắc chắn là không có đủ. Thời đó ông cho là chắc chắn là không có đủ. Do đó đưa ra cái là như vậy đó, thì cuối cùng đó sẽ đưa ra cái imbalance, tức là sự không mất cân đối về dân số khi dân số nó nhiều quá. Nhưng mà ông đưa ra hai cái lý thuyết corrective, tức là hai lý thuyết để mà chỉnh đổi, chỉnh sửa lại đó. Thì thứ nhất là ông đề nghị là tại vì ông là nhà mục sư mà ông có thể nói là kế hoạch hóa gia đình được, mà do đó ông nói là phải ông đưa ra một cái đề nghị là kết hôn trẻ là chủ yếu, còn mấy kia là về mặt tinh thần, về mặt đạo lý thì mình nói, nhưng mà ông đề nghị ra kết hôn chậm là khi mà kết hôn chậm, tuổi càng lớn là kết hôn chậm lại thì cái thời gian mà sinh đẻ đó nó ngắn đi, do đó dân số không có tăng. Nhưng ông đưa ra cái lý thuyết nữa, có những cái yếu tố mà làm giảm không có tăng dân số nữa là
sự nghèo đói này, sự chiến tranh này, rồi lũ lụt, tai ương vân vân đó, thì đó là những cái lý thuyết. Cái này là cái lý thuyết của ông Montesquieu. Đây là sơ đồ theo ông Montesquieu. Cái đường đỏ là đường tăng dân số, đường đỏ là đường tăng dân số. Và khi mà dân số tăng cao quá thì nó chạm tới cái ngưỡng của cái sản xuất vật chất, thì do đó nó tạo nên crisis, tạo nên cái sự hỗn hỗn loạn, tạo nên cái sự. Nhưng mà cuối cùng á, thì sau một thời gian thì người ta thấy là cái lý thuyết của ông Montesquieu này á, sai. Thứ nhất là không lường trước được cái sự mở ra những cái khu vực mới, khu vực mới ví dụ như là về đất đai mới, về khoa học mới, về những sự phát triển về 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 về, về, về nông nghiệp, đồ cách thức đồ trồng trọt mới, nhưng không có lường trước được những cái sự đó. Để tăng cái nhu cầu vật chất lên. Thứ hai nữa đó là không sai là áp dụng cái kinh tế tỉnh trong một cái khoảng thời gian, thì cái này là cái lúc đó thôi, chứ còn sau này thì nó ví dụ như dân số tăng lên nhưng mà cũng đâu có đói, ăn thua là những cái chuyện khác nữa. Từ là bỏ qua khía cạnh nhân lực trong dân số học. Khi dân số càng đông á, thì cái nguồn lực mà lao động của dân số nó càng lớn, do đó nó phát triển được cái kinh tế xã hội về về nông nghiệp rồi vân vân. Gia tăng dân số, khi mà gia tăng dân số thì có một cái ảnh hưởng nó rất hay là nó giảm cái tỷ lệ tử tử vong, nhất là tỷ lệ tử vong trẻ em đó, chút nữa mình sẽ thấy. Để tóm lại đó, cái slide này cho thấy là cái lý thuyết của Montesquieu thì cũng có những cái không có chính xác lắm, không có chính xác lắm. Thì một trong những nhà mà phê bình mạnh mẽ nhất đối với cái lý thuyết của ông Montesquieu đó là ông Karl Marx. Ông Karl Marx phê bình rằng á, cái tái sản xuất dân số đó không chỉ là mang tính chất sinh học. Cái dân số mà tăng lên hay biến động dân số đó không chỉ mang tính chất sinh học mà còn mang cái tính chất ảnh hưởng của cái bản chất kinh tế xã hội. Theo ông Montesquieu thì cái này là hoàn toàn là do sinh học, không có chặn được hoàn toàn, và do cái tình dục, cái nhu cầu về tình dục, do đó không có chặn được, không có thể nào ngăn cản được. Nhưng mà sao cái máy này thì ông nói là không không phải là hoàn toàn do sinh học, mà có cái yếu tố quan trọng nữa là bản chất của nền kinh tế xã hội. Do đó xã hội đó là phải có những cái gì đó để điều chỉnh được sự sinh sản, cũng như là điều chỉnh kinh tế xã hội vậy đó. Thì ông đề nghị là tất cả mọi cái người mà lãnh đạo đó, xã hội đó, thì phải có nắm được cái tình hình sinh sản và điều chỉnh được cái sự sinh sản, từ sự tăng dân số hay giảm dân số của một cái xã hội của mình. Trong cái duy vật lịch sử đó thì là Marx nói là mỗi hình thức kinh tế xã hội đều có quy luật dân số tương ứng, mỗi cái hình thức kinh tế xã hội đó đều có cái quy luật dân số tương ứng. Ví dụ như giờ cần phải tăng dân số thì cần phải giảm dân số tùy theo cái tình hình kinh tế xã hội của cái lúc đó. Và cho rằng cái sản xuất vật chất đó, và sản xuất dân số, tức là tái sản xuất dân số đó, là những cái nhân tố quyết định cái sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy đó cho nên đó, là phải có cái quy luật dân số tương ứng, chứ không có phải là để cho nó tự nhiên như là mang tính chất cái sinh học như của Montesquieu.
và căn cứ những điều kiện cụ thể của kinh tế xã hội để xác định được cái dân số tối ưu, xác định được dân số tối ưu. Ngoài ra còn cái lý thuyết nữa là Neo-Malthus, Neo-Malthus thì cái lý thuyết cho rằng cái lý thuyết của Malthus về cơ bản vẫn đúng, tức là nếu mình để cho cái dân số nó cứ tăng tự nhiên như vậy đó, thì sẽ có cái nguy cơ là bùng nổ dân số và cái nguy cơ là sẽ làm cho rối loạn dân số và tạo nên những cái sự hỗn loạn, crisis, từ đó nó rối. Do đó thì cần phải để ý cái đó. Nhưng mà nguồn tài nguyên trên thế giới vẫn đủ cho một dân số lớn hơn là cái của ông Mantis đề nghị. Nguồn tài nguyên trên thế giới bề nào đi nữa cũng đủ trong cái dân số lớn hơn, và đặc biệt á, là cái tân Mantis này á, của ông Fred và ông Carol nữa, thì đề nghị kế hoạch hóa gia đình, áp dụng kế hoạch hóa gia đình. Cái quan trọng nhất của đây là đề nghị kế hoạch hóa gia đình, tại vì ông Mantis là một mục sư, ông không có thể đưa ra cái kế hoạch hóa gia đình được, mà ông thầy chỉ đưa ra được một cái đề nghị, tức là nâng cao cái tuổi lập gia đình để hạn chế việc sinh con. Còn đây á, là cho phép thực hiện và đề nghị thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Thì do đó là sự khác nhau giữa Mantis và Neo Mantis là Neo Mantis đề nghị áp dụng kế hoạch hóa gia đình, kế hoạch với gia đình. Rồi, cũng như cái Neo Mantis đó, theo cái bà Borisov này đó, Borisov này đó, thì là một nhà kinh tế học vừa người Đan Mạch và người Pháp, thì cho rằng đó, khi mà dân số tăng lên thì có nhiều người làm việc, có nhiều người làm việc nên tạo nên nhiều áp lực. Dân số tăng lớn này, thì người làm việc nhiều hơn này, tạo nhiều cái áp lực hơn này. Do đó đó đẻ ra, sinh ra, thúc đẩy những cái sự phát triển, những cái sáng tạo mới và đưa ra cái sản xuất nhiều hơn. Đây là một cái lý thuyết chống lại cái lý thuyết của ông Mantis, cho rằng khi mà dân số lớn thì nhiều người làm việc hơn, nhiều người làm, và vì dân số lớn cho nên bị áp lực nhiều hơn, làm sao để có đủ lương thực thực phẩm, có đủ tất cả mọi cái vật chất để đáp ứng cho cái yêu cầu của dân số lớn này. Thì do đó người ta phải sáng tạo nhiều hơn, thúc đẩy sáng tạo, bắt buộc phải sáng tạo, do đó là sản xuất nhiều hơn, đáp ứng cho cái dân số lớn này. Đây là lý thuyết của bà này. Đó, cái hình ảnh về sự lý thuyết của bà Borisov này, với Borisov này là đây là ví dụ food supply. Khi dân số tăng lên, dân số càng tăng thì food supply nó càng tăng, do cái dân số này càng lớn thì người lao động càng nhiều, người sản xuất càng nhiều, và do cái sức ép là phải đáp ứng được cái nhu cầu của cái dân số lớn này, do đó cái số người làm việc đây là phải không ngừng sáng tạo, không ngừng nghĩ ra những cái mới, không ngừng tạo ra những cái điều kiện để mà phát triển sản xuất. Thành ra điều này thấy có phù hợp, ngược lại với cái ý niệm của ông Mantis. Đây là hình ảnh của hai cái từ overpopulation là dân số tối đa và underpopulation là dân số tối thiểu, là dân số tối thiểu. Đây hình ảnh gây sốc về sự đông đúc dân cư, overpopulation. Overpopulation có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở trong một cái lĩnh vực, một cái địa phương nào đó,
thì có quá nhiều dân, có quá nhiều dân, có quá nhiều dân, và không có đủ resource, không có đủ nguồn lực, không có đủ nguồn cái nguồn tất cả những cái resource đó, cái nguồn để giữ được một cái mức độ sống cơ bản, mức độ sống cơ bản. Tức là khi mà người ta nói overpopulation là chỗ đó đông dân quá, thì không có đủ tất cả những cái nguồn lực, những cái vật chất gì đó để đảm bảo cho một cái mức độ sống cơ bản ở trong cái, cho dân cư ở trong cái địa phương đó. Và cái đất ruộng thì có thể là đồ, thức ăn này, có thể là công việc làm này, có thể là kỹ thuật này, có thể là dịch vụ này, có thể là năng lượng, ví dụ như điện nước đồ vân vân. Thì cái đất ruộng có nghĩa là vậy. Thì nói nếu mà overpopulation thì tất cả những cái đất ruộng này, này, tất cả những cái nguồn tài nguyên này, này thì nó không đủ, nó không đủ. Overpopulation thì thường thường làm cho tăng lên cái population density, tức là mật độ dân số. Rồi câu hỏi, ví dụ câu hỏi này để mấy em suy nghĩ cho vui thôi. Hai cái nguyên nhân chủ yếu để làm dân số tối đa, đưa ra dân số tối đa là gồm có tăng sinh và giảm chết. Ngoài ra còn gì nữa? Ngoài ra còn gì nữa? Tăng sinh, giảm chết. Ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh đi, thì đông dân cư quá, đông dân cư quá. Nhưng mà cũng không phải là do giảm sinh, mà cũng không phải sinh nhiều, mà cũng không phải là giảm chết. Thì do cái gì? Còn cái cuối cùng nữa do đó, thì vô đây mới thấy nè, nguyên nhân đông dân cư, dân số đông của thành phố Hồ Chí Minh, increase birth rate, đáng lẽ có tăng cái sinh lên mà mình cũng không có tăng sinh, không có cái quá gia đình, mình có cái quá gia đình, giảm cái tử vong trẻ em, mình có giảm tử vong trẻ em, giảm cái death rate, giảm cái tỷ suất tử vong thì có giảm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nằm ở chỗ này, nằm ở migration, nằm ở chỗ di chuyển dân số. Nguyên nhân đông dân nhất của thành phố Hồ Chí Minh là do nhập cư, do nhập cư. Và Bình Dương cũng vậy, Bình Dương cũng do nhập cư. Đây là những cái nguyên nhân đưa ra cái overpopulation, tức là dân cư đông. Nhưng mà so sánh những cái yếu tố này với thành phố Hồ Chí Minh thì mình chỉ có cái này là quan trọng nhất, migration quan trọng nhất. Mình sẽ có cái bài học nguyên về cái bài học về cái này. Rồi hậu quả của overpopulation, sự nghèo đói nè, về làm giảm cái nguồn lực thiên nhiên, giảm cái nguồn lực thiên nhiên, thiếu việc làm, không có nơi, không có diện tích để ở, không có nơi để ở, và không có cơ may, không có cơ hội để mà phát triển. Và cuối cùng như thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội là rất bị ô nhiễm, rất bị ô nhiễm, rất bị ô nhiễm. Cái overpopulation của mình, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh mình chưa bị cái này nè, mình hơi bị này, nhưng mà mình cũng phát triển những cái mới để mà mình tăng ra những cái nguồn lực, mình tạo ra được những cái job, mình không phải là no job, mình tạo ra được những job và tạo ra được cái nhà chung cư cao, nhà chung cư để tạo ra cái place to live, và tạo ra được những cái cơ hội để mình sinh sống. Nhưng mà mình bị cái này, mình sẽ bị cái này nặng, tức là sự pollution. Đây là hình ảnh những khu nhà ở chùa. Khi mà dân cư nó lên đông quá đó, thì sẽ tạo ra giữa những cái thành phố, giữa những cái nhà cao tầng này, thì luôn luôn bên cạnh có những cái khu nhà ở chùa, những khu nhà ở chùa.
Ví dụ như ở Hồng Kông này, thì khi cuộc sống trong những cái dân cư, những cái dân cư nhập cư giống như là thành phố Hồ Chí Minh, thì sống trong những cái lồng, đó này thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ under population, thiếu dân số, dưới mức, tức là ít ít dân số, thì đó là cái vùng mà trong đó không đủ dân số, để sử dụng được một cách có hiệu quả, một cách đầy đủ những cái nguồn lực và cái kỹ thuật. Đó, ví dụ đây là dân số giảm quá mức để support cho những cái hệ thống kinh tế hiện có. Thì cái này là cũng quan trọng lắm, giảm thiểu dân số. Ví dụ mấy cái vùng quê bây giờ dân số chạy lên thành thị hết, thì ở vùng quê chỉ có người già và con nít thôi, do đó dễ bị đưa tới cái under population. Ví dụ như population density in Canada, ở Canada là 3,4 người trên một cây số vuông, ví dụ vậy. Thì cái này là thành đây dân số dưới 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 mức từ hai cái overpopulation và underpopulation, đưa đến một cái lý thuyết optimum population, dân số tối ưu, optimum population, thì do ông Canan đưa ra cái này, dân số tối ưu. Theo ông Robin này thì đề nghị dân số tối ưu là cái gì? Là dân số mà trong đó đó làm được cái return, tức là đưa lại đó một cái hiệu quả maximum, đưa ra được một cái hiệu quả maximum, là dân số tối ưu và the best possible, hay là một cái dân số tối ưu hay dân số tốt nhất mà làm được thành quả, làm được những cái hiệu quả về kinh tế xã hội gì đó maximum. Chút nữa optimum đó là ở trong đó là ghi được một cái sự thu nhập cao nhất, bình quân đầu người cao nhất. Ông Đăng Tin này thì ông đề nghị là optimum population là một cái dân dân cư số dân dân số đó, mà dân số đó khi làm việc đối với một cái nguồn lực thiên nhiên thì đưa đến một cái income maximum, thu nhập bình quân đầu người cao 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 nhất. Câu này là quan trọng nhất, là dễ hiểu nhất. Đây ví dụ như đây là peak của cái outcome, cũng như là peak của cái sự thu nhập bình quân đầu người đi. Thành ra giờ này bắt đầu là dân số tối thiểu, thì từ 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 cái outcome á, cái kết xuất nó cao lên, thì tới đây là sự đụng chạm cân bằng giữa cái nguồn lực và dân số. Đây là dân số cao nhất để có được cái thu nhập bình quân đầu người cao nhất, nhưng mà khi nếu mà dân số tiếp tục lớn nữa đó thì là sẽ cái thu nhập bình quân đầu người sẽ giảm xuống, đây là cái peak của population, đây là under population và đây là over population. Cái vấn đề đặt ra ở của cái lý thuyết mà optimum nữa là người ta không biết khi nào là cái optimum population, ta không biết, ta tính không có được cái này một cách chính xác, do đó cái lý thuyết này nó bị một cái yếu điểm rồi đó. Lý thuyết dân số tối ưu là khi quy mô dân số phù hợp với quy mô tài nguyên, và tài nguyên được sử dụng một cách hoàn toàn nhất, và từ đó đã thu nhập bình quân đầu người sẽ hưởng được cái tối đa, giờ qua cái lý thuyết mới nhất, cái lý thuyết
gần nhất về lý thuyết này tương đối là hay nhất. Đây là lý thuyết về chuyển tiếp dân số, transition nhé. Trước đây mình hay gọi là chuyển tiếp dân số quá độ đó. Chữ này là trước đây mình dùng chữ quá độ, lý thuyết về quá độ dân số, nhưng bây giờ mình dịch cho nó dễ hiểu đó, thì mình gọi là lý thuyết về chuyển tiếp dân số do ông người Mỹ này, Warren Thompson này, đưa ra cái thuyết quá độ hay là chuyển tiếp dân số. Rồi sau này có những cái ông phát triển thêm, rồi ông Kim Sen này đưa ra quá độ dân số, những ba cái người này, nhưng mà quan trọng nhất là ông Warren Thompson này, đưa ra cái thuyết chuyển tiếp dân số, nói năm 1929 Warren Thompson này đưa ra được cái thuyết chuyển tiếp dân số. Sau này đó ông này cũng đưa ra tiếp dựa trên cái bức sinh, bức chết và sự tăng dân số. Tùy theo cái process of changing, tức là tùy theo cái quy trình, cái quá trình thay đổi dân số, mà bao gồm những cái này, bao gồm sinh tử và tăng dân số. Bây giờ cái nguồn gốc của nó đó, nguồn gốc của nó là do cái sơ đồ này, nguồn gốc của nó là do, tại vì những cái nước như Thụy Điển, Thụy Sĩ, và Thụy Điển hay những cái nước mà trên Bắc Âu, những cái nước này người ta giữ được cái thống kê lâu lắm nha, thống kê từ năm 1710 mà mấy cái nước ở châu Âu sau này bị chiến tranh nhiều quá, thành nó không còn được mấy cái thống kê này, nên chỉ có những cái nước trên này giữ được cái này. Thành ra trong cái dịch, trong cái dân số học á, thường thường mà về lịch sử dân số đó, thường thường sử dụng những cái số liệu của những cái nước như Thụy Điển này. Thì cái sơ đồ này trong hơn 50 năm, trong vòng 50 năm, không hơn 100 năm nè, 200 năm nè, vâng, thì người ta nghiên cứu, người ta thấy cái lần trên này là tỷ xuất sinh, lần dưới là tỷ xuất tử. Tỷ xuất tử trước đây đó có những lúc là tỷ xuất tử dột lên cao, ví dụ như trong trường hợp này là do mấy cái bệnh dịch hạch đó, nó làm chết dân ở châu Âu rất là nhiều. Rồi đến khúc này là nó ổn định rồi, cái tử vong nó giảm xuống, sinh nó vẫn cao, tử nó giảm. Thì đây là cái hình ảnh để giúp cho những nhà dân số học nghiên cứu đưa ra một cái mô hình, đưa ra một cái mô hình chuyển tiếp với dân số, đưa ra một cái mô hình chuyển tiếp dân số đơn 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 giản đó, mô hình chuyển tiếp dân số đơn giản, tức là đây là đường sinh, đây là đường tử nè, và phản cái sự khác biệt giữa sinh với tử này là sự tăng dân số nè. Thì chuyển tiếp dân số đó, đây là cái thời gian mà chuyển tiếp dân số từ cái này qua cái này, từ cái này là so sánh với cái phần mà sinh nhiều nhưng mà chết nhiều của cái giai đoạn này, và đến cái sinh ít và chết ít giai đoạn này. Thì giờ tại sao gọi là chuyển tiếp dân số? Thì chuyển tiếp dân số đó được định nghĩa đó là sự chuyển tiếp từ một cái tình trạng dân số ổn định. Tại sao gọi là dân số ổn định? Dân số ổn định là tại vì sinh ra bao nhiêu thì chết cũng nhiều, thành ra dân số nó không có tăng bao nhiêu hết trơn. Giờ dưới này cũng vậy, thì sinh ra ít chết cũng ít, do đó dân số không tăng bao nhiêu. Thì từ một cái dân số ổn định cao, cao có nghĩa là sinh cao tử cao, đến một cái dân số ổn định nhưng mà sinh thấp tử thấp, thì cái này gọi là sự chuyển tiếp dân số là chuyển tiếp dân số. Có sự tình trạng này, dân số qua tình trạng dân số khác, tức là dân số ổn định sinh tử cao, dân số ổn định sinh tử thấp,
câu này quan trọng nhỉ, để biết được thế nào là gọi là chuyển tiếp dân dân số. Thì đây là cái lý thuyết nãy, nhưng hình được những cái nhà dân số Pháp người ta trình bày là dưới vẫn là tôi de mortalité, trên là tôi natalité, cái này là sự thay đổi, sự thay đổi của dân số, nhưng mà không bao nhiêu trơn, tại sinh bao nhiêu chết bao nhiêu trơn, ở dưới này cũng vậy, sinh chết sát nhau. Nhưng mà cái sơ đồ này đã giúp cho thấy được thêm hai cái đường mới. Cái đường thứ nhất ấy, là cái đường đen này, là đường dân số tăng, dân số tăng và sinh. Khúc này là dân số không tăng bao nhiêu, đây dân số cũng không tăng bao nhiêu, nó nằm ngang này, không tăng bao nhiêu. Dân số không tăng bao nhiêu này là do cái gì? Là do sinh ra bao nhiêu, chết bao nhiêu, là dân số tăng rất là chậm. Đến đây nó bắt đầu nó tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Khúc này là tăng early này, tức là cái phase này là phase, cái pha này là cái pha cái tăng sớm, đợi này là tăng muộn nó chậm hơn, và cuối cùng nữa này là không có tăng nữa. Rồi còn cái đường đỏ này là tô decroissement, tức là growth rate, population growth rate, tức là tỷ suất tăng dân số. Tỷ suất dân số đầu tiên cũng không có tăng, nhưng mà sau đó nó tăng lên, rồi từ từ cái tỷ suất tăng dân số này không có tăng nữa, mà nó giảm dần giảm dần giảm dần. Do đó trong cái thời kỳ chuyển tiếp dân số đó, cái tỷ suất tăng dân số nó tăng lên một cái đỉnh rồi nó giảm xuống. Cái đỉnh này là giữa cái phase 1 và phase 2. Phase 1, phase 2 này nó khác với cái chút nữa mình học nha. Mình học cái này là phase 1 này, này phase 2 này, phase 3, phase 4. Cái này là phase 1, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Còn cái này là của Pháp khác nha. Nhưng mà cái hình này cho mình thấy được cái tỷ suất tăng dân số này tăng lên rồi giảm xuống, và cái đỉnh của nó đó là cái sự chia ra giữa hai cái giai đoạn 2 và 3. Chút nữa sao trước đây đó, cái chuyển tiếp dân số chỉ có bốn giai đoạn thôi. Giai đoạn 1 là dân số ổn định, sinh tử đều cao. Giai đoạn 2 là sinh giảm chậm nhưng mà tử giảm rất là nhanh. Giai đoạn 2 sinh còn cao nhưng mà tử giảm nhanh. Giai đoạn 3 là tử ổn định, tử là cái đường dưới này nó ổn định nhưng mà sinh giảm nhanh. Rồi giai đoạn 4 là dân số ổn định, sinh và tử đều thấp hết. Cho nó chuyển tiếp dân số là từ giai đoạn dân số ổn định sinh tử cao đến dân số ổn định sinh tử thấp. Đây là cái chia làm bốn giai đoạn là trước đây, bây giờ thêm một cái giai đoạn nữa. Cái bụng á là dân số tăng nha, bụng là dân số tăng. Rồi đây là cái mới nhất nè, chưa, đây death rate và birth rate, dân số tăng không bao nhiêu á, dân số ổn định. Nó birth rate 2, death rate 2 cao hết, và natural increase tức là tăng dân số đó thì stable tức là ổn định, slow increase là tăng ít. Đây là nguyên nhân là do bệnh tật đói nè, rồi vân vân, rồi sinh y tế kém vân vân. Rồi giờ đến giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là early expanding tức là tăng dân số sớm nè. Birth rate ít, nó vẫn như vậy thôi, nó vẫn trên này nên nó không có thay đổi bao nhiêu đó. Trong khi death rate nó giảm xuống rất là nhanh, giảm xuống rất là nhanh, giảm xuống rất là nhanh. Thì cái này mấy cái nước ở châu Phi này, thời kỳ này mấy nước ở châu 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 Phi nha,
và sự tăng dân số rất là nhanh. Chờ đến giai đoạn 3 thì là sinh bắt đầu giảm, mà sinh giảm mà. Tử nó giảm giảm chậm, trong khi sinh giảm rất là nhanh. Do đó cái increase slowdown, tức là sự tăng dân số chậm lại, sự tăng dân số chậm chậm lại, và người ta gọi là late expanding, tức là thời tăng dân số trễ, tăng dân số trễ. Cái thứ tư là low salinity, tức là dân số ổn định, dân số ổn định nhưng mà thấp, dân số ổn định bên này là cao, dân số ổn định bên này là thấp. Thấp này có nghĩa là sinh thấp, tử tử thấp, dân số ổn định hay là tăng rất là chậm. Nhưng mà đến bây giờ qua nghiên cứu của nhiều nước trên thế giới, nhất là những nước đã phát triển, thì người ta thấy có cái giai đoạn 5. Cái giai đoạn 5 là cái giai đoạn giảm dân số, giảm dân số. Ví dụ cụ thể như nước Đức giảm dân số. Và tại sao? Cái đường sinh đó, nó giảm xuống thấp hơn, nhiều hơn là cái đường tử. Nhiều hơn đường tử. Sinh giảm xuống, do đó không có dân, mà tử thì vẫn chết. Do đó nó slow decrease, thì giảm dần số, giảm dần số. Nè. Đó, thì cái này, cái hiện nay là nói tóm lại thì có năm nha. Trong cái bài học mới của mình á, hiện đại hơn là có năm giai đoạn của thời kỳ chuyển tiếp dân số, từ cái sinh cao, dân số ổn định sinh cao tới cao, đến cái dân số ổn định sinh thấp tới thấp, và cuối cùng có cái giai đoạn năm là giảm dần dân số, chứ không còn ổn định dân số nữa. Giai đoạn 1, dân số ổn định sinh cao tới cao. Tại sao sinh cao, tại sao chết cao? Đó. Sinh cao là tại vì khi mà cái dân số mà nghèo á, thì cha mẹ luôn luôn cần con để sau này lo cho mình, sau này chăm sóc cho mình, sau này nuôi mình, do đó ráng đẻ. Việt Nam cũng vậy, trước đây là sinh cao là tại vì thứ nhất là cái nít đẻ ra dễ chết, thứ hai là người ta muốn sinh con, nhất là nước nông nghiệp sinh con để con được chăm lo kinh tế cho gia đình. Còn chết cao là dễ, chết cao là tại vì tình hình kinh tế xã hội lúc đó thấp, rồi tình hình chăm sóc sức khỏe thấp, tình hình y tế thấp, vân vân, sinh cao tử cao. Đó, ví dụ như tại Thụy Điển thời kỳ này có rất nhiều bệnh dịch, có rất nhiều bệnh dịch, chết rất là nhiều. Giai đoạn 2, giai đoạn tăng dân số sớm, sinh không có giảm nhưng mà tử giảm nhanh. Nãy nói rồi, sinh không có giảm nhưng mà tử giảm nhanh. Đó, như cái thời gian mình ta thấy là cái life expectancy cũng vậy, sinh giảm là tử không giảm, cho nó cái tuổi thọ càng ngày càng tăng lên. Cái giai đoạn thứ ba là tăng trễ, tử tiếp tục giảm nhưng mà sinh giảm nhanh, tử tiếp tục giảm sinh giảm nhanh, tử giảm nhanh, tử giảm nhanh từ những năm 2020, năm 2000 bắt đầu từ năm 1800 rồi. Giảm cả trên thế giới luôn, sinh giảm hết. Những cái nước mà thế giới này đây giảm, rồi những nước mà đã phát triển đó, những nước đã phát triển thấp lắm. Những cái nước mà như châu Phi này còn cao, dần dần cũng giảm, sinh giảm. Giai đoạn 4, sinh thấp tử tử thấp, sinh thấp tử thấp, đã học rồi. Giai đoạn 5, sinh thấp nhưng mà tử còn thấp hơn nữa, tử còn thấp hơn nữa.
sinh thấp hơn tử, sinh thấp hơn tử này sai, sinh thấp hơn tử nhớ không? Đó, cái này được sinh giảm thấp hơn tử, tử đây trên năm. À, thời kỳ chuyển tiếp dân số đó giúp cái gì? Giúp giải thích được sự thay đổi dân số của tất cả những quốc gia. Mọi quốc gia nào cũng được áp dụng đưa lên cái mô hình này để biết là cái sự thay đổi dân số của quốc gia mình như thế nào. Đây là giải thích sự thay đổi dân số. Cho thấy cách thức, cái mô típ, cách thức, cái process nha, chuyển tiếp dân số của một quốc gia mình và so sánh với mô hình chung. Đó, giải thích được hướng tăng dân số. Qua đó đã sử dụng được cái quá trình thay đổi, qua cái quá trình những cái giai đoạn chuyển tiếp dân số mà có hiệu quả nhất, lợi ích nhất nhất cho quốc gia của mình. Nói tóm lại nha, mô hình chuyển tiếp dân số có bốn cái ứng dụng mà quan trọng. Thứ nhất là giải thích sự thay đổi dân số. Ví dụ như giờ mình sẽ coi thử mình nằm ở giai đoạn nào. Nè, mình nằm ở giai đoạn 2, 3, 4 hay 5 nè. Rồi coi cách thức để chuyển tiếp dân số của mình có phù hợp với tình hình chung không, có gì thay đổi không. Rồi giải thích được cái hướng dân số mình trong tương lai như thế nào, tương lai gần, tương lai xa, làm thế nào để lợi nhất. Đó. Này là nói ngoài lề nha. Bên cạnh cái chuyển tiếp dân số đó có cái chuyển tiếp dịch tễ học. Chuyển tiếp dịch tễ học tức là một cái từ ngữ để nói tình hình chuyển tiếp từ cái mô hình bệnh lây qua cái mô hình bệnh không lây nha. Này là của ông Ockman, ông Rand. Ông Rand này là chuyển tiếp dịch tễ học tức là bệnh lây qua bệnh không lây, vân vân. Rồi. Giờ trong trường hợp này Việt Nam ở cái giai đoạn chuyển tiếp dân số mấy? Việt Nam. Việt Nam mình đang ở cuối giai đoạn 3 và có lẽ nằm trong cái giai đoạn 4. Trong giai đoạn 4. Tại sao vậy? Tại Việt Nam mình á, sinh giảm rồi nè. Sinh giảm. Càng ngày giảm càng nhiều nè. Sinh giảm nhiều. Không có đạt được cái mức sinh thay thế. Do đó đó nhà nước mới yêu cầu là làm sao để đạt được cái mức sinh thay thế. Thứ hai, tử giảm nhiều. Tử giảm nhiều. Do đó nó ở trong cái đầu giai đoạn 4, đầu giai đoạn 4. Mình đã qua cái giai đoạn 3 rồi. Sinh cao nè, giảm ít. Và tử giảm nhiều. Thì giai đoạn này tăng dân số, mình tăng nhưng mà giờ tăng dân số mình tăng ít thôi. Mình ở trong giai đoạn 4. Đó. So với mô hình chung mình nó ở trong giai đoạn 4 và cái hướng tăng dân số đó mình làm sao đảm bảo được cái dân số thay thế đó. Tức là sinh phải nhiều hơn, sinh phải nhiều hơn. Trong cái bài học về sinh đó, mình sẽ biết được sinh thế nào gọi là đạt được cái mức sinh thay thế, thì cố gắng đạt được mức sinh thay thế để đảm bảo được cái dân số. Đồng thời mình cái này mình hơi dở nè, sử dụng để vượt qua quá trình chuyển hướng dân số hiệu quả nhất và lợi ích nhất, thì cái khi mà mình có một cái tăng dân số ở trong cái thời kỳ chuyển tiếp dân số nó có cái khoảng 2-3 đó tăng dân số rất là lớn, thì cái tăng dân số như vậy đó thì nó sẽ đưa đến một cái chuyện là cái dân số lao động mình sau
5 năm, 10 năm nó sẽ có cái dân số lao động rất là lớn để thành dân số vàng. Thì như vậy đó mình phải chuẩn bị cho cái thời gian dân số vàng. Nhưng mà mình đã để qua mất, mình đã để hơi lố cái giai đoạn rồi, thành ra mình không có sử dụng được cái dân số vàng một cách là lợi nhất. Nên là cái chuyển tiếp dân số giúp cho làm những cái chuyện đó. Thì như vậy mình sẽ đến dân số già mà mình không có sử dụng tốt nhất được cái dân số già. Do đó nhà nước có dùng cái câu là Việt Nam chưa già, chưa già, chưa giàu mà đã già. Đối với các nước thì là người ta sử dụng được cái dân số vàng tốt, thành ra người ta giàu rồi đến dân số vàng, già. Mình không có sử dụng được tốt cái dân số vàng mà mình sắp đến bị dân số già rồi. Như đầu tiên đã nói là mình phải sử dụng cái dân số học trong cái việc mà bảo vệ chăm lo sức khỏe của cái cộng đồng. Bảo vệ chăm lo sức khỏe của cộng đồng thì bây giờ cái phần này là mình nói vài vấn đề cho thấy cái vai trò quan trọng của dân số học. Ví dụ như trong trường hợp này là nhà nước đưa ra những cái mục tiêu về dân số để đảm bảo được cái sự phát triển kinh tế xã hội của nước mình. Do đó nó là cái sự góp phần của cái dân số học ở trong cái sự phát triển cái kinh tế xã hội. Thì đầu tiên là như đã nói, nó tiếp tục tức là cố gắng duy trì cái mức sinh thay thế mà hiện nay mình chưa đảm bảo được cái mức sinh thay thế, nâng cao được chất lượng dân số và khống chế được cái sự gia tăng của tỷ số giới tính khi sinh. Tại vì hiện nay mình bị cái giới tính khi sinh của mình là nam nhiều quá, cho nó gây sự hỗn loạn, sẽ có đưa đến sự hỗn loạn trong tương lai. Thành ra cố gắng đó, đây là cái vai trò quan trọng của dân số trong sự phát triển kinh tế xã hội. Rồi, ví dụ như trong trường hợp này đưa ra những cái chính sách cụ thể, ví dụ như giờ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, sàng lọc thai, sàng lọc sơ sinh, vân vân, tỷ số giới tính, rồi giảm vị thành niên có thai, tức là đây những cái sự góp phần của dân số vào sự phát triển của kinh tế xã hội nha. Đối với kinh tế xã hội đó thì nãy nói rồi, duy trì mức sinh thay thế để đảm bảo cho cái nguồn lực lao động trong tương lai, tận dụng được cơ cấu dân số vàng là để phát triển kinh tế xã hội, phát triển làm giàu đất nước, giải quyết được mất cân bằng giới tính, là sự góp phần của dân số học trong cái việc phát triển kinh tế xã hội. Rồi, kiểm soát được quá trình đô thị hóa. Tức là ví dụ như giờ để thành phố Hồ Chí Minh nó đông dân quá mà không có cái cách phát triển cái gì đó thì là không, thì là nguy cơ cho đó, phải kiểm soát được cái quá trình đô thị hóa, đối phó với vấn đề già hóa dân số sẽ xảy ra rất nhanh. Việt Nam mình là một trong 5 nước già, dân số già nhanh nhất thế giới, vân vân. Ví dụ mục tiêu đưa ra này, tuổi thọ phải 75, tử vong trẻ em dưới 1 tuổi phải 11/1000, tỷ suất tử vong mẹ phải dưới 52/100.000, quy mô dân số phải giảm, phải ở dưới 98, 98 trên triệu, giờ mình đã 98 triệu rồi, vân vân. Vai trò là giúp giờ đối với vấn đề phân bố dân số này, phân bố dân số khác nhau giữa thành phố này, Bắc Trung Bộ này, Tây Nguyên, vùng biên giới, vân 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 vân, thì làm sao điều chỉnh cho nó hài hòa, cho nó phù hợp nên mật độ dân số. Ví dụ như khúc này rất là đông dân, hai đầu rất là đông dân. Cả nước thì có 290, nhưng mà đây tới mấy ngàn, đây tới mấy ngàn trong một cây số vuông. Này là nói rồi trong cái vấn đề
dân số học trong y tế công cộng mới rồi. Giờ khúc này nói về số đo nha, gần hết rồi nói về số đo. Số đo dân số thì gồm có như, mình nói tiếng Anh trước để chút nữa mình nói tiếng Việt cho nó dễ. Grade tức là tỷ suất nha, tỷ suất. Grade là tỷ suất, ratio là tỷ số, ratio là tỷ số, proportion là tỷ lệ nha, tỷ lệ. Và này là xác suất, xác suất. Này là học trong dịch tế học là chính. Nhưng thường thường diễn tả những cái vấn đề sức khỏe đó theo những tỷ suất, tỷ số, tỷ lệ và xác suất. Chút nữa mình sẽ vô từng cái. Này, số đo trong dân số học gồm có số đo nè, tỷ số nè, tỷ lệ nè, tỷ suất và xác suất. Grade, grade là gì? Là đo một cái sự kiện xảy ra đó. Đo một cái sự kiện xảy ra trong cái dân số trong một thời gian nhất định. Cái grade rất đặc biệt, là tỷ suất rất là đặc biệt, là trong một thời gian nhất định. Ví dụ 1 năm, 5 năm, 10 năm, trong một thời gian nhất định, để xác định được cái tình trạng, cái nguy cơ và tình trạng về nguy cơ phát triển, vân vân. Rate này, ví dụ như death rate là lấy số chết trên dân số bình quân. Cái rate là tỷ suất, tỷ suất là số chết trong năm nào đó trên dân số bình quân của cái năm nào đó nha. Cái mà nếu mà cái tỷ lệ, cái tỷ suất này mà tính trên dân số bình quân á, thì gọi là thô. Mà khi mà specific rate á, là cái mẫu số của nó đó, là một subgroup, một cái nhóm ở dưới cái của cái dân số, của tổng dân số, của dân số bình quân, nhà của dân số bình quân. Chút nữa những cái này sau này mình sẽ học kỹ. Ví dụ specific rate của ví dụ như tỷ suất sinh, sinh thô tức là trên dân số bình quân, còn specific birth rate đó là của cái nhóm tuổi 50, 20, 30, 30, 40 vân vân, thì gọi là specific rate, là của cái subgroup của cái dân số bình quân. Rồi đến proportion tức là tỷ lệ, tỷ lệ dễ rồi, tỷ lệ là có bao nhiêu người ở trong một cái tổng dân số là bao nhiêu. Là một cái nhóm gì đó ở trong một cái dân số, thì do đó cái câu này quan trọng nhất này. Chút nữa mình sẽ học này. Là tử số đó luôn luôn nằm trong mẫu số, tử số luôn luôn nằm trong mẫu số, là tỷ lệ, tử số luôn luôn nằm trong mẫu số. Rồi probability là chút nữa sẽ nói nè, số đo nè dễ nè, số đo là số dân số bình quân, tỷ lệ là khi tử số nằm trong mẫu số, tỷ số là khi tử số và mẫu số không không liên quan nhau, không giống nhau, tỷ số là khi tử số và mẫu số không giống nhau, không liên quan nhau, tỷ suất là có thêm một cái yếu tố nữa, nhưng không phải là tử số mẫu số như trên này, nhưng mà nó có thêm cái yếu tố về thời gian, yếu tố về thời gian. Còn xác suất là như cái tỷ lệ, nhưng mà mẫu số là dân số đầu kỳ. Cái bảng này là phải học ha, bảng này là phải học để thi. Mà muốn làm được cái này thì làm bài này thì nó nhớ. Đây là cái bài tập mà mấy em phải tập làm nha. Câu này sẽ ra thi trong một kỳ thi tuyển khoa học, ra tuyển vào 320 sinh viên, trong đó có 140 sinh viên nữ. Như vậy đó, tỷ số sinh viên nữ, tỷ lệ sinh viên nữ dễ rồi, tỷ lệ sinh viên nữ thì lấy số nữ này nè, chia cho cái này thì ra tỷ lệ sinh viên nữ. Bây giờ câu đầu tiên, tỷ số sinh viên nữ
Nhưng mà sao tính? Chỉ số là mẫu số với tử số nó khác nhau nha. Trong trường hợp này á, tỷ số sinh viên nữ đó, tỷ số sinh viên nữ là lấy số sinh viên nữ chia cho số sinh viên nam, tức là 140 mà chia cho 180, phải không? 140 chia cho 180, tỷ lệ sinh viên nữ tốt nghiệp ra trường là dưới có nhiêu, rồi tổng cộng kết thúc có 150 sinh viên nam, 120 sinh viên nữ. Được chưa? Bây giờ tỷ lệ sinh viên nữ tốt nghiệp thì lấy 120 chia cho 150 cộng với 120 và tổng số ra 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 trường. Đó, đây là cái kết quả thi, kết quả làm. Thì mấy em phải tập làm cái này để ra đỡ thi nha. Rồi, số liệu thì gồm có số liệu của chi cục thành phố Hồ Chí Minh, của tổng cục thống kê, lấy số liệu từ trên những cái mạng, tổng điều tra dân số năm 1999 thì là số liệu thu thập từng người, thì cái này rất là tốt để mấy em nắm được tình hình về tổng điều tra dân số, về số liệu tổng điều tra dân số là ưu điểm là 100% dân số đều được thống kê hết, vân 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 vân. Đăng ký hộ tịch, tức là cái này là civil status, là về sinh tử kết hôn ly dị xuất nhập, đi vô đi ra phải có giấy, ví dụ tạm vắng, tạm cư rồi gì đó ở đây, kết hôn ly dị phải có sổ, phải có giấy, giấy kết hôn, giấy ly dị, sinh tử, giấy sinh, giấy chết, vân vân. Số liệu điều tra theo mẫu, vân vân. Hết cái bài này. À, cho mấy em nghỉ chút nha. Tính nha, tính. Giờ xong bài 1 rồi, cho nó nghỉ chút. Rồi mình sao? Nó hỏi, nó có hỏi gì không? Dạ cái tại vì mình chỉ có có hai thầy dạy tiết xong thôi. ha, thầy vô thấy thầy dạy đâu dám làm phiền thầy, cho nên đều ghé thăm thầy. Thầy khỏe hẳn chưa? Chưa, không, vậy thôi cũng đang lo thầy quá đó. Ông sướng.